cô gái chơi mô tô nước chết đuối ở bãi biển Quảng Ninh. Sau hơn 10 giờ tìm kiếm, thi thể cô gái được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa lên bờ để bàn giao cho gia đình. Vào sáng ngày hôm nay, 12 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ông Hồ Ngọc Hoài xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cô gái chưa rõ danh tính tử vong. Theo đó, vào khoảng hơn 21 giờ tối ngày 11 tháng 9 tại bãi tắm Hòn Gai, một cô gái chơi mô tô nước bất ngờ bị ngã văng xuống biển. Thấy nạn nhân chìm xuống biển, người dân gần đó đã báo lực lượng chức năng để tìm kiếm. Do trời tối nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến gần 9 giờ sáng ngày hôm nay, thi thể cô gái được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng không mặc áo phao. Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý các dịch vụ công ích thành phố Hạ Long, ông Hoàng Vĩnh Hà, đơn vị quản lý bãi tắm Hòn Gai. Bãi tắm Hòn Gai đóng cửa vào 19 giờ hàng ngày và khuyến cáo người dân không nên xuống tắm biển vì lúc này không có lực lượng cứu hộ. Nạn nhân cùng nhóm bạn sau khi ăn uống trên bãi cát đã tự ý xuống biển chơi mô tô nước vào buổi tối rồi xảy ra vụ việc. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên H, sinh năm 1997, ông Hà cho hay. Hiện tại lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc và liên hệ người thân nạn nhân để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.